Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay mình đang dắt con nó đi chích ở trong trường thay lờ nha. Sẵn mình ngồi đây mình quay mấy cái trophy này cho mọi người coi. Ở trường này nó cũng có, mỗi trường nó có những cái trophy của nó. Này không thấy dễ Okatra đâu hết trơn. Đây mình lại gần ha. Những học sinh học giỏi nó đăng lên trên. Bên đó giải gì ta? Cái đó giải nữ. Bóng đá nữ, bóng đá nam nè. Chắc vậy á. Còn cái này chắc là bóng đá quần vợt. Không biết là team champion không mà không có để dạ. Hay là chạy. Giải này giải gì ta? Biết rồi, cái banh này. Giải máy 2012. Giải này cho cái gì vậy ta? Wow, đẹp quá luôn. Trần. Này đi chơi nhiều dữ, thế chạy bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông gì tán loạn ha. Softball. Tennis nè. Mười sáu, mười bảy, hai mươi mốt, mười lăm, mười chín. Giải này cũng nhiều quá hả? Này là gì chơi gì ta? Game time. Quá trời, cái này quá trời luôn. Đông nghẹt. Còn cái này gì ta? Giải này giải gì? Brick là làm cái gì vậy? Brick là làm cái gì? Có những cái này là gì ta, này đi quân đội à, giống cái này giống chơi cái gì á. Đúng rồi, học bắn súng gì tán loạn nè. Còn cái này là, này làm gì nhỉ? Nó thấy chờ cho nó ra. Nó ra cửa này.